Cũng một thông tin pháp luật đáng chú ý, sáng nay tòa nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh đã mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền xảy ra tại công ty cổ phần địa ốc Alibaba. Phiên tòa được mở để xem xét kháng cáo của 15 trên 23 bị cáo, 95 bị hại, hai người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan. Phiên tòa dự kiến xét xử đến ngày 19 tháng 5. Tại phiên tòa hôm nay, 14 trong tổng số 15 bị cáo có kháng cáo có mặt. Riêng bị cáo Võ Thị Thanh Mai, giờ bị cáo Nguyễn Thái Luyện, vắng mặt. Và trước đó có đơn xin quản phiên tòa vì lý do đang nhập diện vì bị đồng thai. Trước đó, tại phiên xét xử sơ thẩm, Tòa án Nhân dân tại thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên phạt Nguyễn Thái Luyện, bức án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Võ Thị Thanh Mai, vợ Luyện, 30 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền. Các bị cáo còn lại có các mức án từ 3 năm tù cho hưởng án treo đến 27 năm tù. Bị cáo luyện kêu oan cho rằng đến thời điểm vụ án bị khởi tố và đến ngày xét xử phúc thẩm, công ty Alibaba vẫn có đất để trả cho khách hàng và không chiếm đoạt tiền của khách hàng. Bị cáo Mai cũng kêu oan vì tôi rửa tiền và lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Do bị cáo này mang thai nên được cho tại ngoại từ phiên tòa sơ thẩm.